Đi đây cái chơi với em bông đi. Ok cả nhà, nha thì hôm nay á là Su dẫn bông xuống thăm bạn trai rồi. Đây bạn trai của Su là Bo Biết Bỏ đây. Đó, sau bao ngày dịch bệnh thì bắt đầu là xuống thăm bạn trai. Thì ra Su xuống. Rồi, ơi dạ. Rồi. Su. Đó. À, thì đây là bạn trai của Su nha cả nhà, Bo Biết Bỏ đó. Đó, con Su là Su xuống nhà bạn trai là Su đái vãi đó kìa. Chết đi, mất hết thẩm mỹ rồi. Su. Đâu rồi? Su. Xem làm vậy Su. Đó, cả nhà thấy không? Đi xuống với bạn trai mà tiểu trước với bạn trai một bãi vậy nè. Đó, thì đây là bạn trai Su của em Bo Biết Bỏ nha cả nhà. Đó thì ở những clip trước là cả nhà đã thấy rồi đó. Nhưng mà do tình hình dịch á nên hôm nay mới Su mới xuống Su thăm lại bạn trai Su được. Đó, qua chơi đi. Su là đây. Su. Đi chơi bạn trai đi kìa. Đây cả nhà thì chắc là Su đang ngại á, Su lơ đó. Nên năm ra là Su chưa chơi bạn trai Su. Đó cả nhà. Su ơi. Su anh nói sao? Đi xét vô anh Bo đi kìa. Ngồi xuống. Đó. Thử đi anh Bo đi. Đi anh Bo đi. Đó thì cả nhà thì chắc là từ cái hôm đó tới giờ là phải cả tháng rồi đó là Su mới xuống đây Su chơi với lại anh Bo này. Đó, này chung chích rồi, chết rồi cả nhà. Chết rồi cả nhà. Xuống về bạn trai về nhà là tiêu rồi. Gì đây, con Bo. Đâu rồi, chết rồi cả nhà. Đó, chết rồi. Đi xuống về bạn trai chơi về nhà là tiêu rồi. A few moments later. Đó cả nhà, sau khi mà ỉ xong á bắt buộc là mình phải đi dọn nước. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ hai đứa kia. Su bông đâu rồi? Bo. Bước lên ghế ngồi. Leo lên ghế ngồi. Su bước lên ghế ngồi. Ngồi xuống. Đó cả nhà. Thì đó, bây giờ á là mình sẽ cho Su với Bo ngồi chung ghế nha. Để cho hai đứa nó tâm sự. Chứ lâu lắm rồi là Su với Bo mới gặp nhau được. Bo. Đây Bo. Bo, lại. Bo leo lên ghế đấy ngồi Bo. Không xuống điểm. Bo này đây. Bo, lại đây. Bo này đây Bo. Đó, cả nhà thấy không? Mình gọi Bo là Bo lại thấy không? Rồi, để mình đặt Bo lên ghế. Bo lên ghế ngồi đây. Rồi Bo ngồi xuống. Bo ngồi. Bo ngồi xuống. Rồi Bo ngồi im đó nha. Bo ngồi im đó. Đây cả nhà, Bo. Cả nhà nhìn mặt Bo đẹp trai không? Đó, còn Su này hợp nhau không? Bo đi ghế ngồi. Ngồi đó. Bo ngồi im đó. Su. Hai đứa ngồi im đó tâm sự với nhau nha. Để cho em Su đi chơi. Dạ. Trời cha. Đó cả nhà, bây giờ là Su đang rất là ngại nên đâm ra là Su không dám nói chuyện với anh Bo. Gì Bo muốn nói cái gì? Bo muốn nói gì vậy? Đây cả nhà thấy mặt Bo sáng sủa chưa? Đó, bạn trai Su là phải như thế này nè, phải đẹp trai như thế này nè. Đó. Ô chà. Cái gì vậy? Cái gì Bo? Thì nói chung á là hôm nay á mục đích là mình dẫn Su xuống đây là để cho Su gặp Bo, Su nói chuyện với Bo, tâm sự với Bo, nhưng mà xuống đây hình như là Su ngại sao nè. Đó nên Su không có nói. Con giặt bông này muốn cái gì? Em làm vậy bông này vậy cả nhà, con bông kìa, nó bị khùng rồi nha, nó làm cái gì đó. Hôn nhau cả đi. Hai đứa hôn nhau cả đi. Sâu Hôn bò cả. Đi hôn bò một cái đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Sâu. Hôn bò một cái đi. Hôn bò một cái. Sâu bỏ tay này. Bỏ tay. Bạn ngại cả nhà ơi. Bạn ngại. Để mình đẩy cái ghế sát vô. Dạ. Thấy Bo đẹp trai đúng không? Kể giờ thấy Bo đẹp trai không? Hả? Nhìn nè.
Đó, giống mặt phu thê không? Đây rồi nha, cái bộ đồ đây là cái bộ đồ mà Bo tặng cho Su nha. Còn cái bộ đồ đây là bộ đồ mà Su tặng cho Bo nha. Đó, hai đứa đang mặc đồ đôi của nhau đó. Các bạn đẹp ghê chưa? Ok. Cả nha, thì nãy giờ là chơi xong rồi nha cả nha. Thì bây giờ là Su với Bông sẽ ra chào bạn Bo bé bở trước khi đi về. Su, bạn Bo bé bở đó, quên. Chào bạn cha Bo bé bở, đi ra. Đi ra. Đi ra ngoài. Đâu bạn trai đâu rồi cả nha? Đó, Su đang giờ đi tìm bạn trai Bo bé bở. Kìa cả nha, Bo bé bở ngồi kia kìa. Su. Đi qua Bo bé bở. Đi qua Bo bé bở. Su ơi. Cả nha, thì bạn cha Bo bé bở là do trời lạnh đó cả nha, nên đâm ra là ra đang ngồi. Ngồi để sưởi ấm nè. Đó cả nha thấy không? Mình tới là bạn cha Bo bé bở lắc đuôi liền. Bo bé bở. Đó, Bo bé bở về qua chào Su cái là trước khi về đó. Su. Đi xé người Bo kìa. Chào Bo đi. Chào Bo đi, rồi trước khi đi về. Ôi ôi ôi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi. Đây. Đây đây. Ok cả nha, thì thôi bây giờ là những cái phút giây đó cùng nhau này cả nha. Tới cho bạn quay bỏ đây rồi về. Bái bỏ, lại đây nói. Lại nói nè. Lại nói nè. Lại nói nè. Lại nói. Ở lại nha. Học cho giỏi nha. Học cho giỏi đây rồi mai mốt rồi khi nào mà được á là anh cho lên lấy Su nha. Ok, thì nói chung là bây giờ mình sẽ đưa Su về nha cả nhà. Thì thôi, Su lại đây. Đó, hôn mẹ Bo bé bở một cái đi. Hôn mẹ Bo bé bở một cái đi. Hôn mẹ Bo bé bở một cái đi về. Hôn mẹ Bo bé bở một cái đi về. Đó cả nhà. Rồi. Ok, thì nói chung là hẹn cả nhà những cái clip tiếp theo.